Nhiều những chất sau là nguyên nhân chính gây rụng tóc đối với mọi người, nhất là phụ nữ. Rụng tóc sẽ khiến họ mất đi sự tự tin vốn có, làm mái tóc trở nên thưa thớt, yếu và mỏng. Một nguyên nhân được xác định dẫn đến tình trạng này là do thiếu hụt các chất dinh dưỡng. Vậy thiếu những chất nào là thủ phạm gây rụng tóc? Dưới đây là một số vitamin đóng vai trò quan trọng trong việc nuôi dưỡng và bảo vệ mái tóc. Thiếu một trong bốn loại vitamin sau đều có thể gây ra tình trạng rụng tóc. Cụ thể, thiếu sắt. Theo các chuyên gia da liễu, thiếu sắt ở phụ nữ tiền mãn kinh là một trong những nguyên nhân chính gây rụng tóc và báo hiệu một số bệnh lý tiềm ẩn. Sắt góp phần sản xuất hemoglobin giúp cung cấp chất dinh dưỡng và oxy đến các nang tóc. Nếu không có đủ sắt, tóc sẽ không phát triển và ngày càng mỏng đi. Phụ nữ có kỳ kinh ra lượng máu nhiều cũng có thể bị thiếu máu do thiếu sắt. Một số nguyên nhân khác dẫn đến thiếu sắt như không ăn đủ thực phẩm giàu chất sắt như thịt đỏ, hải sản và đậu, mất máu do viêm loét, do mắc bệnh ung thư như ung thư ruột kết. Vitamin D. Vitamin D có mối liên hệ chặt chẽ với sự tăng trưởng của tóc. Vitamin này thuộc nhóm hợp chất hòa tan tác động tích cực đến sự phát triển và nuôi dưỡng tóc. Thiếu hụt vitamin D có thể gây rụng tóc, khiến tóc mỏng và yếu hơn. Kẽm. Tương tự như sắt, thiếu kẽm khiến tóc dễ bị tổn thương hơn. Kẽm đóng vai trò trong quá trình tổng hợp protein và cân bằng nồng độ hormone. Thiếu chất này sẽ làm tăng hormone DHT, dihydrotestosterone gây ra tình trạng rụng tóc bất thường. Hơn nữa, thiếu kẽm sẽ kéo theo sự thiếu hụt protein cản trở quá trình phát triển của nang tóc. Selen. Một nhiệm vụ của selen là đào thải các kim loại nặng và chống oxy hóa. Do đó, khi thiếu hụt chất này sẽ khiến tóc dễ bị tổn thương do bị các tác nhân bên ngoài môi trường tấn công. Mặt khác, theo các chuyên gia, thiếu selen có thể làm rối loạn hoạt động của tuyến giáp gây suy giáp và rụng tóc. Khi bạn bị rụng nhiều tóc bất cứ vì nguyên nhân nào cũng cần đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán. Các chuyên gia sẽ kiểm tra để đưa ra kết luận người bệnh đang thiếu hụt vitamin nào. Từ đó, đưa ra tư vấn về chế độ ăn, viên uống hoặc các liệu pháp điều trị khác. Cụ thể, 1. Bổ sung vitamin qua chế độ ăn uống. Đây là cách cải thiện tình trạng thiếu hụt vitamin một cách nhanh chóng và an toàn nhất. Bơ sữa ít béo giúp đảm bảo cung cấp lượng canxi cần thiết mỗi ngày. Nếu bạn bị dị ứng bơ sữa hoặc không dùng nạp lactose có thể chuyển sang bổ sung canxi từ các thực phẩm như rau xanh, các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt. Các thực phẩm giúp bổ sung sắt như ngũ cốc, rau bina, các loại đậu. Thực phẩm giúp tổng hợp và bổ sung vitamin D như cá, lòng đỏ trứng, sữa và các sản phẩm từ sữa. 2. Uống viên bổ sung vitamin. Các viên uống vitamin không phải là thuốc. Đây là các thực phẩm chức năng có hiệu quả cao trong việc bổ sung sự thiếu hụt vitamin. Trong trường hợp bạn bị thiếu các dưỡng nghiêm trọng, bác sĩ có thể kê đơn viên uống. Bạn cần tuyệt đối tuân thủ chỉ định và hướng dẫn từ bác sĩ để tăng hiệu quả của thuốc. Bởi theo các chuyên gia, sẽ có những thời điểm tốt nhất uống vitamin khác nhau. Có loại vitamin nên được uống sau bữa ăn, có loại cần uống khi dạ dày trống rỗng. 3. Cung cấp dưỡng chất cho tóc từ mặt nạ tóc. Đây là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay bởi công dụng ngăn ngừa rụng tóc, giúp tóc mọc nhanh và khỏe hơn. Nam nữ giới có thể tìm hiểu và lựa chọn một mặt nạ tóc phù hợp với mình. Trên đây là những dưỡng chất nếu thiếu sẽ khiến tóc trở nên hư tổn và cách để cung cấp những dưỡng chất này cho cơ thể. Chúng tôi hy vọng bạn có thể có nhiều thông tin để chăm sóc cho mái tóc của mình một cách tốt nhất.